vâng chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình và ở bài thứ ba này chúng ta sẽ cùng nghiên cứu về cái nguyên nhân làm cho máy tính chạy chậm uh, do chip xử lý của các bạn quá nóng vậy thì để tìm hiểu nguyên nhân này thì mình xin giới thiệu sơ qua về con chip uh, của máy tính ví dụ như ở đây thì mình có một tấm hình ở đây thì đây chính là một con chip uh, đây là một con chip của máy tính khi cái máy tính hoạt động thì con chip này nó tỏa ra nhiệt tương đối là lớn và chúng ta cần phải sử dụng một cái đế tản nhiệt hay còn gọi là cái fan như thế này để mục đích là làm mát cái con chip kia đi như các bạn thấy thì ở đây là cái keo phần keo kết dính nó đã bị hỏng và nếu như mà chúng ta muốn sử dụng cái con chip nó tốt đấy thì chúng ta phải cần phải có một cái lớp keo ở giữa cái con chip và cái, cái fan tản nhiệt ở đây thì cái keo này có tác dụng là làm gì là làm cho cái cái khả năng tản nhiệt từ con chip ra cái fan nó lớn hơn à, cho nên là khi trong cái quá trình chúng ta sử dụng ấy một thời gian thì cái keo này có thể là nó bị hỏng hoặc là nó không còn nó tạo ra cái 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 lỗ hổng ở giữa cái bề mặt của con chip này và với cả cái bề mặt của cái fan này cho nên là cái tản nhiệt nó không tốt và dẫn đến một việc đấy chính là cái con chip của bạn cứ sử dụng được một thời gian là nó bị tắt máy cũng có thể là nó bị treo hoặc là bị chập trời thì ở đây ấy, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn một vài cách để có thể xử lý cái vấn đề trên. À thì cái cách kiểm tra là như sau, cái thứ nhất ấy là chúng ta phải kiểm tra được cái nhiệt độ của cái con chip này nó nằm khoảng cỡ bao nhiêu. À ví dụ như là thông theo khuyến cáo ấy thì là nó bé thua 60 độ thì có thể được xem là ở mức bình thường. Còn nếu như lớn hơn 60 độ thì chúng ta cần phải xem xét lại và ở để kiểm tra được cái nhiệt độ của cái con chip này chúng ta cần phải sử dụng một cái phần mềm đấy chính là phần mềm này phần mềm cpuid ID Monitor thì ở cái phần mềm này mình cũng sẽ up lên cái trang media và mình sẽ gửi đường link của các bạn ở cái phần mô tả của cái video và sau khi các bạn đau về thì các bạn kích chuột vào cái phần mềm để các bạn tiến hành cài đặt cái phần mềm các bạn chọn văn sau đấy các bạn bấm nick và các bạn bấm nick nói chung là cài phần mềm thì các bạn cứ chủ yếu là nick thôi quá trình cài thì rất nhanh các bạn bấm finish và ở trên cái màn hình desktop của các bạn nó sẽ có một cái biểu tượng của cái mà của cái phần mềm c này thì các bạn kích đúp vào cái biểu tượng đấy thì một cái giao diện kiểm tra cái nhiệt độ của phần mềm này sẽ được hiển thị ra và ở đây thì mình xin giới thiệu cái phần mềm này bởi vì là mình thấy cái phần này phần mềm này nó tương đối là là tốt nó kiểm tra được rất nhiều thông tin nào là thông tin của à, nhiệt độ của chip nào là nhiệt độ của ổ cứng nào là của các màn hình nào là nguồn các thứ kiểm tra tương đối là nhiều thông tin thì mình giới thiệu các bạn ở đây ấy, thì các bạn chú ý cái phần nhiệt độ của con chip của các bạn thì của mình ở đây. Con chip của mình là coi i3. ba um, 330 đây. Nhiệt độ của con chip của mình ở đây. Đây nó đang thể hiện uh, ở mức uh, là 64, 63 đây. Nhiệt độ ở đây. Thì như vậy uh, nhiệt độ của mình cũng uh, tương đối là cao. Uh, bởi vì cái máy lát lát của mình thì cũng lâu rồi mình không... Uh, Mở cái cái con chip ra Mình tra lại cái keo à... Thì sau khi kiểm tra được Cái nhiệt độ của cái con chip này này Mà các bạn thấy ví dụ như của mình ở đây Tức là 63 64 độ như thế này là nó hơi cao à Vậy thì chúng ta cần phải à... Vệ sinh nó Thì các bạn đây Có một cái hình của mình ở đây 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 chính là cái cái keo các bạn này nó cái keo này ấy, thì các bạn ra ngoài cái cửa hiệu bán linh kiện máy tính các bạn mua một hộp thì mình cũng không rõ nhưng mà hình như là năm hoặc là 10 ngàn gì đấy là các bạn có một cái hộp và các bạn mở cái máy tính ra và các bạn mở cái fan của cái con chip ra cái fan thì nó như thế này và các bạn việc các bạn cần phải làm đấy là cạo sạch cái này cạo sạch những cái bụi bẩn ở đây để cho nó mục đích cho nó cái mặt này cho nó bằng để cho nó tiếp xúc với cả cái con chip cái bề mặt con chip này một cách tối đa nhất. Thì như vậy nó sẽ tản nhiệt tốt nhất. Và khi các bạn làm sạch cái bề mặt này xong rồi và các bạn cũng phải làm sạch cái bề mặt này. Các bạn chú ý là cái này thì làm phải cẩn thận một tí, không là nó có thể là dẫn đến việc là hỏng con chip thì rất chi là à mất tiền và mất thời gian thì khi các bạn làm sạch được cái bề mặt trên của con chip và cái bề mặt của đế tản nhiệt này thì bây giờ việc các bạn cần làm đấy chính là lấy cái keo đấy các bạn bôi vào bôi dàn trải trên cái bề mặt con chip này xong đấy thì các bạn gắn cái fan tản nhiệt này lại và cắm các cái rắc nguồn vào rắc nguồn điện vào thì à uh, cái uh, con chip của các bạn sẽ hoạt động một cách mát hơn ở đây thì là cái fan tản nhiệt này là của uh, máy bàn nó rất to còn của con chip thì uh, của máy tính thì nó có thể là nhỏ hơn và nó gọn hơn bởi vì là nó diện tích nó không được nhiều thì đấy chính là cái quá trình mà các bạn uh, um, có thể là kiểm tra và các bạn có thể là À, tự vệ sinh được còn nếu như mà các bạn nữ hoặc là các bạn mà không muốn vọc vạch thì tốt nhất là dùng phần mềm này các bạn kiểm tra và thấy nhiệt độ nó hơi cao nhiệt độ nó hơi cao thì các bạn cứ mang cái máy ra và các bạn à, bảo với à, kỹ thuật à, ở chỗ hy hiệu sửa chữa là các bạn bảo là à, bỏ cái keo mới vào cho em thế là được cái này thì chắc là nó không chả mất thời gian đâu, nó chỉ mất uh, dăm 10 phút là các bạn uh, có thể uh, xử lý được cái vấn đề về nhiệt độ của cái uh, CPU và hy vọng là um, với cái bài hướng dẫn này thì các bạn có thể là uh, xử lý được một phần nào đấy cái nguyên nhân máy của các bạn chạy chậm do lỗi um, nóng một chip và ở đây thì có một cái phần thứ tư mà ở cái phần mình muốn nói đấy là các cái nguyên nhân khác thì ở đây mình mình xin nói thêm trong cái phần này luôn đấy chính là máy của bạn chạy chậm thì nó có thể là có nhiều nguyên nhân ví dụ như nếu như mà cái máy laptop thì mình không nói làm gì nhưng mà cái máy bàn khi các bạn đi chọn cấu hình ấy thì các bạn có thể chọn nó không tương thích với nhau ví dụ như là RAM của các bạn thì chỉ có 52m mà các bạn chọn con chip nó tương đối cao thì như vậy thì nó không xử lý rất nhanh à, như các bạn đã biết thì cái độ vững của một ngôi nhà thì nó phụ thuộc vào cái điểm yếu nhất mà thì như vậy thì con chip là à, con ram của bạn các bạn thấp thì nó cũng không thể xử lý nhanh được à, đấy là cái thứ nhất hoặc là cũng có thể là do các bạn chọn các cái linh kiện nó không đồng bộ các cái hãng sản xuất nó khác nhau ờ, Thì rõ ràng là cái mức độ Hòa nhịp với nhau để làm việc là nó không tốt Dẫn đến một việc là máy của các bạn Cũng có thể là chạy chậm Ngoài ra thì nó cũng có thể là do là Phần mềm của các bạn cài nó cũng không tương thích với Với cái máy của các bạn Thì cái này nói chung là nó mông lung Cho nên mình chỉ, chỉ nói qua như thế thôi và hy vọng cái video này có thể đáp ứng được một phần nào đấy cái, cái cái cách xử lý lỗi chậm máy tính của các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các cái video tiếp theo à, chào